bất tử như tượng đài sừng sững giữa phong ba, để đời sau còn nghiêng mình cúi đầu trước những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương trưa nay thứ năm 27 tháng 7. Cùng với cả nước, trong những ngày qua, Bình Dương đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thiết thực kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Và tối qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, tỉnh đoàn Bình Dương trang trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân để tưởng nhớ thế hệ cha anh, những người đã cống hiến tuổi xuân, xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ toàn tỉnh vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm, nhằm bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và quyết tâm học tập, lao động, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương. Đến dự lễ thắp nến tri ân năm nay có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Thanh Nhân và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương Nguyễn Thị Mỹ Hằng. Đây là hàng ghế danh dự của anh linh các anh hùng liệt sĩ, những hồn thiêng đã hóa núi sông. Chiếc ba lô xanh màu lính giản đơn chứa đựng sức mạnh tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, là người bạn đồng hành cùng các anh chiến đấu trên khắp mọi mặt trận. Giây phút các đại biểu kính cẩn nghiêng mình cài bông hoa tri ân đến anh linh các anh khiến mỗi người trẻ hôm nay dâng lên niềm xúc động bồi hồi. Có biết bao người con gái, con trai trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết giản dị và bình tâm. Không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Các bạn đoàn viên thanh niên của toàn tỉnh hấp lên cái ngọn nến tri ân của mình hướng về các anh hùng liệt sĩ để bày tỏ cái lòng tri ân và để phấn đấu trong học tập, trong công tác để góp phần là xây dựng Bình Dương trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại trong thời gian tới. Phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, tại chương trình, tỉnh đoàn Bình Dương trao tặng 40 phần quà đến các thương bệnh binh, con, cháu của mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Nội dung này là một điểm mới của chương trình Thắp Nến Tri Ân năm nay, nhằm cụ thể hóa những công trình phần việc đền ơn đáp nghĩa của thế hệ trẻ hôm nay. Tiếp đó, hàng ngàn ngọn nến ấm và nén hương thơm được các đại biểu và đoàn viên thanh niên Bình Dương lần lượt thắp lên trên từng mộ phần. Giữa không gian tĩnh lặng ở nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, những ánh sáng nhỏ bé như soi rọi cho ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ trên hành trình dựng xây đất nước đẹp giàu. Hôm nay đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương, nơi nằm lại và khắc ghi máu đào của hơn 5.450 anh hùng liệt sĩ và những người yêu nước đã ngã xuống trên quê hương Bình Dương. Điều đó thôi thúc tuổi trẻ chúng tôi, những cán bộ công chức trẻ của cơ quan doanh nghiệp phải làm sao sống xứng đáng với các chú, các anh, làm sao xứng với tuổi xanh, dựng xây đất nước, đoạt thành ước mơ. Hôm nay, nhiều địa phương đơn vị trong tỉnh Bình Dương tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ và các hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố Tân Uyên, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên đài tưởng niệm, đến thắp hương trên từng ngôi mộ các anh hùng liệt sĩ và những mộ liệt sĩ chưa biết tên. Ghi sâu công ơn các anh hùng liệt sĩ, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, toàn đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Tân Uyên đã và đang tập trung sức lực và trí tuệ, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Dân hương dân hoa tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm liệt sĩ, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Tân Uyên nguyện đoàn kết một lòng và không ngừng sáng tạo, ra sức thi đua, đạt nhiều thành tựu quan trọng về tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và an ninh quốc phòng, phấn đấu xây dựng huyện Bắc Tân Uyên ngày một phát triển, đời sống vật chất tinh thần của mọi người dân ngày càng được nâng cao, đặc biệt quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Tại lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng, các đại biểu đã đặt vòng hoa dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Toàn huyện Dầu Tiếng có trên 2.000 liệt sĩ, trên 1.000 thương binh và trên 2.500 người có công cách mạng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Dầu Tiếng luôn dành sự quan tâm đặc biệt, lòng biết ơn đối với những công lao và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, người có công với cách mạng. Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện, thường xuyên tổ chức các đoàn thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Công tác xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa được duy trì thực hiện tốt. Tại quân đoàn 4, trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã thắp hương, mặc niệm, tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc, giành độc lập tự do cho dân tộc. Trải qua cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia, hơn 44.000 liệt sĩ của quân đoàn 4 đã anh dũng hy sinh và hàng ngàn thương binh đã để lại một phần xương máu của mình trên khắp các chiến trường. Lễ kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để cán bộ chiến sĩ quân đoàn tri ân thế hệ cha anh, từ đó ra sức thi đua, nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện nghiêm, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Triển lãm ảnh với chuyên đề Những nhà tù trong chiến tranh do thành phố Dĩ An tổ chức đã trưng bày 60 hình ảnh về các nhà tù, nơi giam cầm các cán bộ chiến sĩ, cách mạng và đồng bào trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và hơn 100 hiện vật của các cựu chiến binh, qua đó giúp người xem hiểu rõ những gian khổ hy sinh của chiến sĩ và đồng bào trong kháng chiến giành độc lập, làm nổi bật lên lý tưởng sáng ngời về lòng kiên trung, quyết tâm bảo vệ đảng, bảo vệ cách mạng của chiến sĩ cách mạng. Dịp này, thành phố Dĩ An tổ chức nói chuyện chuyên đề Khúc Tráng Ca Hòa Bình, khái quát về chặng đường đấu tranh gian lao mà anh dũng của quân và nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến. Qua đây một lần nữa khẳng định truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, dù trong muôn vàn khó khăn gian khổ hiểm nguy, vẫn nguyện một lòng sắt son với đảng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do cho đất nước. Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đạo lý này luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện xuyên suốt bằng nhiều việc làm thiết thực, chăm lo ngày một tốt hơn đời sống gia đình chính sách trên địa bàn. Công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực bằng những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình. Tỉnh đã giải quyết chế độ chính sách cho hơn 64.000 người có công với cách mạng, chi trả trợ cấp hàng tháng trên 7.000 đối tượng và hỗ trợ thêm hàng tháng một số đối tượng, người có công, vào các dịp lễ Tết kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngoài nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh. Còn chi tặng quà trên 700.000 lượt đối tượng, người có công. Riêng dịp kỷ niệm 27 tháng 7 năm nay, tỉnh tặng quà cho trên 24.300 đối tượng, với tổng kinh phí trên 21 tỷ 500 triệu đồng, tăng 70% so với năm 2022. Năm nay, đối tượng tặng quà được mở rộng, gồm cán bộ tiền khởi nghĩa, con đẻ người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học, đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, bị địch bắt tù đầy, đang hưởng trợ cấp hàng tháng, cùng một số đối tượng theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Xuyên suốt 26 năm phát triển, công tác chăm lo gia đình chính sách luôn được tỉnh Bình Dương thực hiện trọn nghĩa vẹn tình. Sự trợ giúp về lương hưu, rồi thương binh, rồi là chất độc hóa học thì nói chung là cuộc sống ở gia đình thì cũng tương đối là đảm bảo tốt. Công tác chăm sóc sức khỏe các đối tượng chính sách cũng được địa phương quan tâm thực hiện. Chương trình khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, lão thành cách mạng, gia đình chính sách, người có công được triển khai đến tận xã phường, làm ấm lòng các đối tượng chính sách. Tôi cũng rất vui và được đồng thời cũng mừng đó, tôi cũng kháng chiến qua mà được sự quan tâm giúp đỡ của địa phương. Ngày 27 tháng 7 nhận quà, được khám chữa bệnh, đây là quá tốt. Tuổi già sức yếu nhưng vậy là may mắn lắm. Công tác chăm lo người có công, gia đình chính sách được quan tâm thực hiện xuyên suốt, đồng bộ bằng nhiều chương trình thiết thực đã thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần các gia đình có công với cách mạng, khi hiện nay hầu hết người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình người dân nơi cư trú. Cùng với tỉnh Bình Dương, những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được huyện Bắc Tân Uyên đặc biệt quan tâm. Từ các chính sách chăm lo hỗ trợ thiết thực đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn huyện.
Với lòng thành kính tri ân sâu sắc, vào những ngày này, lãnh đạo tỉnh và huyện Bắc Tân Uyên đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà đối tượng người có công trên địa bàn, qua đó nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện trách nhiệm đối với thế hệ đi trước, đối với Tổ quốc. Chính sự quan tâm chu đáo này làm cho các gia đình chính sách ấm lòng hơn rất nhiều. Bên đảng, nhà nước, xã nói chung quan tâm rất là đầy đủ, không có thiếu gì hết. Điều đáng ghi nhận là tính xung kích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa ở huyện Bắc Tân Uyên luôn được phát huy. Từ nhiều nguồn lực huy động đã giúp cho địa phương triển khai tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như xây tặng nhà tình nghĩa, chăm sóc phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, quan tâm chăm lo hỗ trợ gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với nước, hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các đối tượng chính sách phát triển kinh tế gia đình, qua đó góp phần tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn huyện ngày càng có cuộc sống ổn định. Trong thời gian qua thì chúng tôi cũng thường xuyên thăm hỏi cũng như là động viên chia sẻ đến với các gia đình chính sách. Khi mà khó khăn thì chúng tôi cũng đến để vận động giúp đỡ. Trong dịp 27 năm nay thì chỗ đảng ủy ủy ban có xây dựng kế hoạch là tổ chức họp mặt ngày 27 cũng như là tổ chức thăm tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn. Trong thời gian qua, huyện Bắc Tân Uyên đã thực hiện tốt cái công tác chăm lo cho các cái đối tượng chính sách, người có công. Các cái chế độ ưu đãi thì được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Bên cạnh đó thì cái công tác xã hội hóa để chăm lo cho các cái đối tượng chính sách, người có công thì cũng được đẩy mạnh, huy động tổng hợp các cái nguồn lực dành sự ưu đãi tốt nhất cho người có công. Trong thời gian tới thì huyện sẽ tiếp tục vận động mọi cái nguồn lực hỗ trợ để chăm lo cho người có công với cách mạng, góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các cái đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Vết thương chiến tranh đã được hàn gắn. Bắc Tân Uyên, vùng đất chiến khu D anh hùng giờ đây đang chuyển mình đi lên từng ngày. Và ý nghĩa hơn, chính từ công tác đền ơn đáp nghĩa mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân đang đẩy mạnh thực hiện đã đền đáp phần nào những công lao to lớn của các thế hệ cha ông đi trước. Nằm trong kế hoạch khảo sát phục vụ xây dựng báo cáo trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 và nghiên cứu sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, sáng nay đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Dầu Một. Dự buổi tiếp và làm việc với đoàn có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Mỹ Hằng. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Thủ Dầu Một và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các mô hình phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã thu hút sự hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân. Mặt trận Tổ quốc thành phố và các phường đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thực chất, hiệu quả. Bên cạnh những thuận lợi, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Dầu Một đã chỉ ra những hạn chế khó khăn tồn tại trong công tác mặt trận. Trên cơ sở đó, nêu lên một số kiến nghị với đoàn khảo sát về cơ chế chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, đơn cử như cần bổ sung kiện toàn cán bộ chuyên trách Mặt trận Tổ quốc cấp phường, có phụ cấp cho chức danh phó trưởng ban công tác mặt trận khu phố. Đoàn khảo sát đã ghi nhận các ý kiến đóng góp và nội dung đề xuất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Dầu Một tổng hợp để nghiên cứu xây dựng báo cáo chính trị sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Sáng nay, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh chủ trì hội nghị sơ kết công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương đã chủ động tổ chức kịp thời đồng bộ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tỉnh. Qua đó góp phần đẩy mạnh việc quảng bá những thành tựu phát triển trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao vị thế và hình ảnh của tỉnh Bình Dương ở trong nước và trên trường quốc tế. Trong đó nổi bật là tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi thăm và làm việc với các địa phương trong và ngoài nước. Đồng thời tỉnh cũng đã tiếp nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao các tỉnh thành trong và quốc tế đến thăm và làm việc cũng như tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Bình Dương. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong thời gian qua, đồng thời phát biểu đóng góp thêm nhiều ý kiến nhằm rút kinh nghiệm, giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, nổi bật là việc xây dựng cơ sở số hóa dữ liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương, kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế bộ nhận diện tỉnh Bình Dương.
Phát biểu tại hội nghị, trưởng ban tuyên giáo tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh đã ghi nhận những ý kiến đóng góp trách nhiệm cao từ các đại biểu. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp này, ban chỉ đạo xem xét đưa vào kế hoạch thực hiện trong thời gian tới, nâng cao hiệu quả hơn nữa nội dung phương thức triển khai công tác thông tin đối ngoại của tỉnh, đồng thời thống nhất cao đối với nội dung kế hoạch về cuộc thi thiết kế bộ nhận tỉnh Bình Dương và giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh làm đầu mối chính. Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, sáng nay trường Trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức, thành phố Thuận An tiếp tục là đơn vị có điểm trúng tuyển vào lớp 10 hệ công lập cao nhất tỉnh với nguyện vọng 1 là 22,05 và nguyện vọng 2 là 22,1 điểm. Toàn tỉnh có gần 12.800 thí sinh trúng tuyển vào lớp 10, kể cả chuyên và không chuyên, chiếm tỷ lệ 76,29%. Xếp vị trí thứ hai sau trường Trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức là trường Trung học phổ thông Dĩ An, có điểm nguyện vọng 1 là 21,4 và nguyện vọng 2 là 22 điểm. Dĩ An cũng là địa phương duy nhất của tỉnh có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hệ công lập dưới 70% trên tổng số thí sinh xét tuyển. Ngược lại, huyện Bắc Tân Uyên là địa phương có số lượng thí sinh trúng tuyển gần như đạt 100% trên tổng số thí sinh xét tuyển vào lớp 10. Theo quy định, thí sinh sẽ phải đăng ký nhập học tại nơi trúng tuyển nguyện vọng 1 và rút hồ sơ về trường đăng ký nguyện vọng 2 để làm thủ tục nhập học từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Sau ngày 11 tháng 8, thí sinh sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển nếu không hoàn tất việc đăng ký nhập học tại trường. Thưa quý vị, sáng nay tại Tổ đình Chùa Hội Khánh, ngành chức năng thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức thực hiện việc thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho chức sắc tăng ni của các cơ sở Phật giáo trên địa bàn. Với sự phối hợp hỗ trợ của Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Dầu Một, trong buổi sáng, ngành chức năng thành phố Thủ Dầu Một đã thực hiện tích hợp được trên 130 tài khoản định danh điện tử theo quy định. Trong thời gian qua, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một đã tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ, bên cạnh việc tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt các dịch vụ công của ngành công an trên môi trường điện tử, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư luôn đúng đủ, thành phố tiếp tục rà soát cấp căn cước công dân cho 100% công dân trên địa bàn đủ điều kiện gắn với cấp tài khoản định danh điện tử, đồng thời đang tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cho người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh trên ứng dụng VNEID. Hiện tại, thành phố Thủ Dầu Một đang ráo riết triển khai quyết liệt việc thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện tại các trụ sở công an 14 phường, các ban điều hành khu phố, khu nhà ở xã hội, trung tâm hành chính công thành phố với thời gian làm việc từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày. Tính đến cuối ngày 26 tháng 7, thành phố đã kích hoạt 106.444 tài khoản định danh mức độ 2. Sáng nay, thành phố Thủ Dầu Một phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quy hoạch và chính sách thu hút đầu tư phát triển hệ thống công trình đỗ xe công cộng khu vực trung tâm các đô thị thuộc tỉnh Bình Dương hướng tới tầm nhìn đô thị thông minh. Tại hội thảo, đại diện đơn vị thực hiện đề tài đã báo cáo phương án quy hoạch, giải pháp công nghệ phát triển hệ thống bãi đỗ xe công cộng khu vực trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, Dĩ An và Thuận An đến năm 2025 và 2030. Mô hình và những chính sách thu hút đầu tư phát triển các công trình đỗ xe công cộng khu vực trung tâm các thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đơn vị thực hiện tiến hành lập cơ sở lý thuyết, dữ liệu khoa học, nghiên cứu tổ chức giao thông kết nối và đánh giá tác động giao thông bãi đỗ xe công cộng, khảo sát đánh giá nhu cầu đỗ xe và năng lực cung cấp dịch vụ, dự báo nhu cầu đến năm 2030 và 2040. Nghiên cứu giải pháp thiết kế, công nghệ quản lý vận hành đỗ xe công cộng, lập quy hoạch hệ thống bãi đỗ xe công cộng khu vực trung tâm, nghiên cứu chính sách mô hình đầu tư xây dựng và kinh doanh. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.